Hello mọi người, tôi Dolly nè. Hôm nay tụi tôi đi chơi công viên ở Nga. Hôm nay là chủ nhật. Đi chơi thôi. Thực ra tôi muốn đi trượt băng á mọi người. Anh tài xế đẹp trai của tụi tôi đây. Thời tiết chỉ có 1 độ, 2 độ thôi mọi người ơi. Cho nên là tụi mình đang sợ là công viên đã bị tan nước hết rồi. Không phải tan nước. Công viên đã bị tan tuyết hết rồi. Không biết là có chơi được không. Bây giờ phải đi ra tới đó rồi mới biết được. Ủa? Rình mò gì mẹ con tôi vậy? Xem sao. Con gái tôi không cảm xúc Hồ Quang Hiếu. Để chân lên đùi mẹ nè. Để lên đi. Sao vậy? Sao không để chân lên đùi mẹ? Chơi gì cho ba chơi ké vậy? Thôi, ba tập trung lái xe đi ba. Cả nhà tôi mà ở nhà trời lúc nào cũng nắng hết trơn. Cứ đi chơi là trời mưa. Ủa? Là sao? Tới công viên rồi nè. Sam Sam đang đơ 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 đơ. Tôi đang hồi hộp không biết còn trượt băng không nữa. Em chó này không có mặc cái gì hết trơn. Chắc là lạnh teo tóp luôn. Mọi người, cái khu này là hồ nước nè. Mà nay nó bị đóng băng lại hết trơn hết trọi rồi. Mà có ai đó gan ghê luôn á. Còn đi ra giữa hồ nữa nè. Bước lên hồ. Bước lên làm gì? Bước lên hồ. À, anh thích em lấy chồng mới hả? Vậy làm gì? Thì anh bước lên xong rồi anh nghiệm của tỏi em lấy chồng mới. Ủa, anh sao chết được không? Thôi, sợ lắm. Sợ gì mà sợ? Thôi. Phải chứ không? Để anh đi làm. Không. No! Chồng tôi lì lắm. Cứ đòi bước ra giữa hồ băng chơi thôi. Tôi phải đánh lạc hướng ổng mới được. Two hours later. Bên đây cũng là cái hồ băng nè mọi người. Hoài mà không có nghe, đáng đời chưa? Nói mà không nghe. Cạn lời luôn. Không có bị ướt là lỡ lọt xuống dưới thì sao? Dạy cho con cái hư không à? Sao không, sau này lớn lên không được học theo ba nghe chứ? mình rất là ít khi đi chơi có cái chuyện gì để sau đây mình kể hết á. Sân trượt băng đóng cửa rồi mọi người ơi, nên bây giờ sẽ đi qua khu trò chơi. Đi công viên này á là tôi thích nhất là bắn súng. Mình đi cái sàn sàn đi nè. Anh đi đi, mà thôi anh đừng có leo lên. Tại vì đứt dây của người ta. May quá, khu bắn súng yêu thích của tôi vẫn làm việc nè. Những tay súng cừ khôi đang đi mua vé. Đi. Vui quá đi, a he he. Hai bé hồi nãy nè. Nó bắn mà nó không nhắm luôn. Em này em phấn khích quá, em cứ nhảy tinh ten lên vậy đó. Ủa, quay đi đâu vậy không? Oh my god. Wow. Vậy em thắng cho anh cái được. Ok. Tới lượt tôi rồi. Này này vậy kìa. Biết bắn chưa? Nhớ hay không? Bắn đại thôi chồng. Ít người thích nghe. Sao vậy bắn màu cam? Tôi chọn màu hợp phong thủy á nha. Yeah. Xeo kìa. Thấy tôi pro chưa mọi người? Bách phát bách trúng nha.
cao quá nín thở luôn nè. Bây giờ phải đổi tư thế mới được. Bình tĩnh. What? Ủa? À, tao nhiễm thôi sao? Trời ơi, người ta quên một viên đạn cuối cùng. Там не было последнего. Còn em cuối cùng nữa, hay bị trượt, phát cuối. Да, один. Cái cuối cùng, về em ơi, có lên. Thôi lấy cái khí sao sao điên. Tự dưng chê tôi. Вот это, да? Yeah. Смену возврата не подлежит. Chào mừng đến với chuyên anh Family. Tôi kêu cái card kia. Tặng xe. Mẹ bắn quá, chị bắn cho Sam Sam, Sam Sam không có thèm luôn. Thế vậy em lần đầu tiên thắng được một cái igrushka, yeah. Đó là, này. Này, cái này lúc trước vậy em chơi xin đa thua bét mẹ. Tôi biết bắn chứ không có biết lắp đạn. Thấy chồng tôi lắp đạn ngầu chưa? Bắn cái chẳng chẳng á. Không bắn được hả? Yeah. Yeah. No. Bị trật một phát. Yeah. Cô gái này ngồi im cho ba mẹ chơi đủ trò nè. Trung viên vẫn có người đó. Yeah, cố lên. Phản sự khởi đầu nan. Gian nan bắt đầu nở. Sam Sam chờ mãi cũng tới lượt chơi rồi. Cái trò này gì đâu mà chán ghê luôn á. Đố mọi người thấy mẹ con tôi đâu? Chưa đứng vững đã bật máy rồi, ném té luôn. Chơi cái này chóng mặt, mắt oi oi sắc ghê. Vậy đừng có chóng mặt. Đừng có chóng mặt. Sam Sam. Three days later. Đùa chút thôi. 5 phút sau vẫn quay. Chỗ nào mà nó quay lâu vậy luôn. Sao? Sao thích không? Sao chóng mặt rồi. Có em bé này tới làm quen Sam Sam. The bag for the IBS phone card. Nhưng mà Sam Sam hoang mang không hiểu gì hết trơn. Cái game rồi. Chóng mặt quá bị đơ luôn. Ok, và tụi mình đã đi chơi xong rồi. Bye bye mọi người nha. Hẹn mọi người ở những vlog tiếp theo.